văn phòng luật sư vi phạm họ chuyên lo luật di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làm visa, thẻ xanh, đầu tư. Chào, đây là luật sư di trú vi phạm họ, văn phòng vi chuyên về bảo lãnh gia đình, fiancé visa, với là học sinh qua đại học. We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam, tư vấn miễn phí 619-997-7493. Minh Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Và thưa quý vị, một lần nữa sự trở lại của luật sư chuyên về di trú, luật sư Vi Phạm Hoc. Chào luật sư Vi. Chào chị Văn Anh, chào khán giả VNTV. Vâng, thưa quý vị, và như thường lệ, mỗi khi mà luật sư Vi trở lại với chúng ta thì lúc nào cũng đem đến cho chúng ta những cái đề tài rất là quan trọng, đặc biệt xoay quanh về chủ đề di trú. Thưa luật sư Vi, với những người đang sống tại Hoa Kỳ qua diện đoàn tụ như là vợ chồng hoặc là mới đám hỏi xong, nếu mà chúng ta sống ở trong gia đình nhưng người vợ hoặc người chồng bạo hành, tức là ngược đãi chúng ta, mà người Mỹ hay gọi là abuse, thì làm sao? Chúng ta có phải làm sao, chúng ta phải chịu đựng để ráng để có cái green card hay phải làm sao? Sorry, I'm going to speak in English because it's a very important topic for our community. I get a lot of phone calls too, and people that come here on a visa and are in a domestic violence situation. And sometimes they ask the question, yeah, you ask, do I need to withstand this or can I get out? If I get out, what will happen to me? So there's a law that came out many, many years ago. It's called Violence Against Women's Act. Vâng, thưa quý vị, và đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước có rất là nhiều luật lệ đặc biệt để bảo vệ cho người phụ nữ, cho nên đã có một cái luật lệ tên là, nói tắt là VAWA, có nghĩa là Violence Against Women Act, tức là những người vợ hoặc là những người hôn thê qua bên này, qua diện đám hỏi, mới có là đám hỏi thôi đó, mà bị bạo hành, thì chúng ta có thể nộp đơn với cái chương trình này để chúng ta được bảo vệ. Phải không, luật sư Vi? 100%, and I want to say this too. This act is not just for women; it's there for men. Nhưng mà as cái well. Tên nó để là women. The name may be very misleading, but I just want to know the men out there. If you are in an abusive or domestic violence situation and in a visa, you too can get out because this act also protects you as well. And it happens sometimes that women or men that came here under a visa and that they are in a violence relationship, whether it's physical abuse or it's verbal abuse, yes, you too can get out. And when you get out, you can file this and that, and then self-petition. So in other words, you don't need your sponsor to sign off on your documents. You yourself as an abused person can self-petition under this act. Vâng, thưa quý vị, giống như là luật sư Vi đã nói, khi mà chúng ta qua bên này, phải nói là tiếng Anh thì không biết, phải không luật sư? Lạ nước, lạ cái. Và cái người bảo lãnh của chúng ta đó, một lần nữa có thể là người vợ hoặc người chồng bảo lãnh của chúng ta qua đây khi chúng ta đã là vợ hoặc là hôn thê và chúng ta bị bạo hành. Và bạo hành không phải là chỉ có bị đánh đập mà nhiều khi bằng lời nói không thôi cũng là bạo hành. Nhưng vì chúng ta phải lo sợ là nếu mà bây giờ không biết file như thế nào, cái người đó có ký giấy tờ cho mình hay không, thì thưa quý vị có thể nộp đơn cho cái chương trình này, chỉ một mình quý vị đứng ra nộp đơn thôi mà không cần cái người vợ hoặc người chồng đó phải ký cho chúng ta cái gì cả. Và làm sao mà chúng ta có thể nộp đơn cho cái chương trình này, luật sư? Tức là nếu cái người vợ hoặc người chồng đó bị abuse, mà luật sư có thể cho quý vị khán giả được biết rõ là abuse như thế nào gọi là abuse? Domestic abuse. Yeah, so domestic abuse, that varies. So it could be physical abuse or it could be mental abuse. They both abuses. And it's most important that you and our audience know that evidence, which means that, you know, if you are physical abuse, take pictures.
If you go to the police, if you have a police report, get the police report. If you go to the hospital, get the hospital reports, because it's very important to give that to the immigration office. If you are mentally abused or verbally abused and you have someone there as witness, you know, by all means, ask them to sign an affidavit. Khi mà quý vị thấy là chúng quý vị bị bạo hành, bị abuse, bị ngược đãi rồi, thì thứ nhất là quý vị chụp hình. Nếu mà quý vị có ra văn phòng cảnh sát để mà report thì phải xin cái giấy chứng nhận của cảnh sát. Tất cả những cái evidence, tất cả những cái chứng cứ gì đều rất là cần thiết để cho quý vị nộp đơn. Và khi thưa luật sư Vi, khi mà nộp đơn như vậy đó thì cái người vợ hoặc người chồng đó sẽ được green card hả luật sư? Yes, of course, with everything you need to get evidence. It's not an automatic thing. So I want to emphasize, bring your evidence. You can be self-petition. And another important point that I want to point out is sometimes men or women come here with younger kids under 21. And I want you guys to know that you can petition for them as well, for your minor kids under your self-petition. Vâng, thưa quý vị, nếu mà người chồng hoặc người vợ hoặc là mới đám hỏi á, chưa có là vợ chồng á, sang bên này ở chung với nhau, mà nếu mà người vợ không bị ngược đãi nhưng mà con của chúng ta bị bạo hành, chúng ta vẫn có thể nộp đơn cho cái chương trình này. Và thưa quý vị, nói tóm lại, nếu quý vị sang đây, sang Hoa Kỳ với diện vợ chồng và quý vị bị người vợ hoặc người chồng bạo hành gia đình, tức là ngược đãi quý vị, đánh đập quý vị hoặc là dùng lời nói để mà ngược đãi quý vị, thì quý vị có thể nộp đơn cho cái chương trình gọi là VAWA này, và quý vị có thể nộp đơn một mình mà không cần cái người vợ và người chồng, mà cái người bảo lãnh quý vị đó ký tên vào, hoặc là con của quý vị bị ngược đãi, quý vị cũng có thể nộp đơn, và sau đó quý vị sẽ, sau khi mà điều tra, sau qua một cái thời gian process, thì quý vị sẽ được cái green card. Và lúc nào cũng vậy, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của một văn phòng luật sư chuyên nghiệp nào đó, quý vị có thể gọi bất cứ văn phòng luật sư nào. Tuy nhiên, chúng ta có văn phòng luật sư Vi Phạm Hoc tại San Diego, là văn phòng chuyên về di trú, có thể giúp quý vị tất cả. Thưa quý vị, một lần nữa Vân Anh cũng xin nhắc lại là luật sư Vi Phạm Hoc là luật sư chuyên về di trú, có văn phòng tại San Diego. Chúng tôi có địa chỉ và số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể tham khảo. Và luật sư cũng có văn phòng tại Việt Nam để giúp cho quý vị tất cả những cái dịch vụ. Luật sư Vi Phạm Hoc sang Hoa Kỳ rất là nhỏ. Luật sư biết tiếng Việt, tuy nhiên khi mà nói về luật lệ thì có những cái từ luật sư phải nói bằng tiếng Anh để cho chính xác, phải không luật sư? Khi mà khách hàng tới nói chuyện với luật sư thì luật sư vẫn nói tiếng Việt với khách hàng để giải thích, phải không luật sư? Dạ, em sẽ cố gắng để nói tiếng Việt, phần nhiều là em nói tiếng Việt cho bà con. Dạ vâng. Và thưa quý vị, luật sư thấy có nhiều trường hợp gọi luật sư trong cái diện này không luật sư? Yes, I have seen a lot lately, and that's why I feel it's really important to bring this topic to our community and the audience, because when you get your when you first get sponsored to get your temporary green card, to get your 10-year green card, the process can be up to 2 years or 3 years. So for someone to be stuck in that domestic violence just in hope to get a green card is intolerable, and no one should tolerate that. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta sang bên này qua diện vợ chồng thì cần phải có 2 năm để quý vị có thẻ xanh. Mà nếu mà chúng ta sống trong một cái cuộc sống mà chúng ta bị ngược đãi như vậy, chỉ với một cái ước vọng là thôi ráng chịu đựng để có cái thẻ xanh, thì là một cái điều phải nói là kinh hoàng nhất. Cho nên quý vị không cần phải chịu đựng như vậy. Và thưa luật sư, với một người vợ hoặc người chồng abuse mình, tức là ngược đãi mình, nhưng mà họ mất, tức là họ pass away, tức là họ chết, thì cái người vợ hoặc người chồng đó có thể apply cho chương trình này không luật sư? Yes, you definitely can. My advice has always been do it sooner rather than later, because the later you apply, it's too much distance away from what happened, right? So once you find out, get your evidence and just, you know, get going and apply for your case. Vâng, thưa quý vị nhớ nhé, quý vị biết có bạn bè hoặc là người thân quen nào ở trong cái trường hợp này, thì xin quý vị đừng ngần ngại để phổ biến cái thông tin này
đến cho mọi người để chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi chúng ta mà chúng ta không có phải chịu đựng cái sự ngược đãi abuse đó để có green card. Yeah. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Cảm ơn luật quán ôm. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn luật sư Vi. Em cảm ơn chị. Cảm ơn the audience.